chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả One Piece, One Âu Quốc cùng mình. Hôm nay thì mình sẽ chọn một nhân vật rất là đặc biệt, gọi là nhân vật Kuzan nhé. Kuzan đến One Âu Quốc để đối đầu với cả băng bách thú. Ok, và mình sẽ chọn Kuzan ở cái trận đấu này. Thì hy vọng là mình sẽ mở được những cái gọi là trạng thái như kiểu hóa rồng của Kaido, su long của Carrot để có thể làm clip ok hơn. Rồi, hy vọng anh em ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải update Kuzan á. Kuzan yếu đấy. Đấy, Kuzan chỉ có này thôi. Kuzan chơi bao giờ. Ok, ai tham. May là mình cũng có nhiều cái thẻ Kuzan ấy. Chưa có chiêu gì luôn, vãi nổi. Ở đây, chili fruit này. Ice block này. Phazan Peck là con đại bàng bay ra. Thousand Spear là một đống cái mũi tên, mũi thương ấy. Ice Rain này, chưa unlock luôn, vãi nổi. Gáp cùng các thứ này. Tất cả mọi thứ ấy, nó đều ở trong cái phần tầm gọi là phải đi qua Grand Line mới được, nhưng mà mình chưa đi qua Grand Line, thế nên là mình cũng không thể nào mới được Ice Sharp, không thể nào mà mở được ấy. Đây là tấn công ấy. Ok, khá là khó khăn đấy. Ok, chấp nhận vậy. Bounty Hunter này. Rồi, Kuzan đến Wano để đối đầu với cả băng bách thú. Ui, băng rơi vào đầu ạ, mấy nồi. Ice Bow. Ui, Ice Bow, khuẩy. Ice Engine. Ui, kỳ băng à. Ui, yếu quá. Ice Engine. Kỳ băng à này hơi yếu nhờ. Ông bắn gì đấy? Ice block. Phazan back. À, Phazan back này. Nhưng mà được có một trưởng à? Ai chát thì phải. Đúng rồi, cái này là bắn trưởng. Hóa băng hết đi. Cái trưởng Kuzan cũng nhiều phết đấy. Cái trưởng Kuzan cũng đánh nhiều người phết đấy anh em ạ. Uầy, cái là đóng băng đạp phát là chết luôn, chết luôn. Được quá nhờ. Được đấy. Coi. Đây rồi, đi thôi. Anh em thấy không? Đấy, đạp đấy, đổi luôn. Có lý do đấy. Nó băng chủ hóa dòng đạp. Được quá nhờ. Cũng mạnh đấy nhưng yếu đó yếu đâu. Đâu thằng nào. Đạp phát là ngu hết người luôn. Rồi ok.
cuộc chơi đi xa ai à, nó chém mình kìa anh em ơi. Đúng phết nhở. Ok boy, đây thôi, đây rồi. Xong một bài chip các thứ đây rồi. Mình kìa đây. Hóa băng hết. Ôi, cái gì? Đây rồi, X-Drake đây rồi. Chào, ai à? Peasant break. Ice Age. Kỳ băng à. Bắn cho bằng chết thì thôi. Thế giả hả? どうしてだ。ナイスエイジ。お前らが。いいだい。このステージは早すぎるよ。いや、カイドウルワン。ノー、ごにゃ。これ、ね。ナイスエイジ。しくん。俺が行く。はい、いいだい。 Đây rồi, qua đây rồi. Cái đồ hóa băng thế này thì đánh cái gì? Băng của một con. Cái đồ hóa băng vui không? ウソよ。ガイドウに出ない。ガイドウに出ない。逆陣。まだ来ないで、待ってください。これだけすごい。ライゼイ。よし。これ負けた。うわ。これ。うん。潰してやる。ガイドウ、ちょうて。 Không phải nổi. Ui, nó bắn tất cả xong nó đạp phát. Ui, tất cả mọi người bị bay hết luôn. Được quá nhờ. Cái đồ nó mạnh, đồ nó vừa trâu, nó vừa mạnh ấy. Đồ trâu quá. Ice Age.
Cứu Frankie đã anh em. Bỏ hết là mẹ cuộc đời. Bỏ hết là mẹ cuộc đời thôi. Frankie đã yếu máu kìa. Đâu rồi? Ôm hết Frankie. Ôm hết rồi. Check out! Mấy nồi! Quả thủ phải đồng thế! Đập chết đi bà ơi! Đánh con chết rồi! ちょっとそこどいてくれるか。かわいい。ナイス。オッケー。その差もじゃ。あららら。その程度か。ナイスブロック。さすがね。ワ。おい。何の冗談。ナイス選手。うん。待って。 さっさと持って。姉は私の先輩とってだって似合う。お前も化けられるのか。どっちの能力が上か試してやるじゃないか。うん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 。
Đánh rồi. Phải quá. Quay kia lên con đại tướng mà. Mà cũng lên máu kìa. Rồi ở đâu rồi. Bruli đang giúp mình là đánh đánh chết. Sao lên máu rồi mày tuổi luôn sao khu là cái đồ này từ đấy đến giờ còn. Ui may quá mình đánh cái đồ xong là ok, vậy là xong. mặc dù Aokiji khá là yếu nhưng mà cũng thắng rồi. Ok. Rồi, thì ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.